Xin chào quý vị, xin chào bà con. Các Minh đang có mặt tại di tích quốc gia thuộc thôn Hương Điền, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nơi có lăng mộ Quế Hoa, một nữ tướng tài danh thời Hai Bà Trưng. Và như quý vị có thể thấy thì những chú sư tử rất đặc biệt đang cùng với rất đông đảo bà con nhân dân trong vùng đi chảy hội ở đền Hương Đường, nơi sẽ diễn ra chương trình sân chơi văn hóa làng ngày hôm nay. Chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng tôi rất vui mừng được có mặt tại khu di tích quốc gia đền Hương Đường, thôn Hương Điền, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư để cùng với quý vị và bà con chúng ta tham gia vào một sân chơi rất đặc biệt dành cho bà con nông dân tỉnh Thái Bình, đó là văn hóa làng. Kính thưa quý vị, đây là một chương trình quen thuộc với bà con ở khắp các miền quê của Thái Bình, với những màn biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, những trò chơi vui nhộn và tìm hiểu kiến thức phong phú. Và đến tham gia cổ vũ và động viên cho hai đội chơi của chúng ta ngày hôm nay, xin trân trọng được giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Về phía Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, xin trân trọng được giới thiệu sự hiện diện của ông Đàm Anh Tuấn, Phó Giám đốc Đài. Về phía huyện Vũ Thư, xin trân trọng được giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Trân trọng được giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Mạnh Phú, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, giám đốc trung tâm chính trị huyện. Chúng tôi cũng xin trân trọng được giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí đại diện cho các phòng ban ngành của huyện Vũ Thư. Về phía xã Việt Hùng, xin trân trọng được giới thiệu đồng chí Đinh Văn Thuần, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã. Trân trọng được giới thiệu đồng chí Phan Văn Ban, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Về phía nhà tài trợ Tập đoàn Thái Bình Xít, xin trân trọng được giới thiệu sự hiện diện của ông Nhâm Xuân Tùng, Phó trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn. Kính thưa quý vị, đặc biệt chúng tôi cũng xin nồng nhiệt chào đón các cụ cao niên, đại biểu, đại diện cho các hội đoàn thể của xã, cùng đông đảo bà con nhân dân xã Việt Hùng và các xã lân cận đã đến cổ vũ và động viên cho hai đội chơi của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa bà con, tới tham gia cổ vũ và động viên cho hai đội chơi ngày hôm nay, các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cũng có những lãng hoa tươi thắm chúc mừng cho sân chơi văn hóa làng của chúng ta ngày hôm nay. Và sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư, thay mặt cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện có lãng hoa tươi thắm chúc mừng cho sân chơi văn hóa làng. Và xin trân trọng kính mời đồng chí Đinh Văn Thuần, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phan Văn Ban, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã lên nhận hoa. Xin trân trọng được cảm ơn đồng chí Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thư. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ, sân chơi văn hóa làng sẽ bắt đầu khai hội với màn chào hỏi vô cùng đặc sắc đến từ hai đội chơi, đội làng Mỹ Bổng và đội làng Mỹ Lộc. Xin mời! Này chị em ơi, quê ta mở hội văn hóa làng, toàn dân văn
phấn khởi tưng bừng xóm thôn, cờ hoa rực rỡ một vùng, lời ca tiếng hát thiết tha ân tình. Thank you.
tiến đến. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó là màn chào hỏi đến từ bà con đội làng Mỹ Bổng. Xin quý vị và bà con chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cảm ơn một tiết mục rất là đặc sắc của đội đến từ làng Mỹ Bổng. Thưa quý vị, thưa bà con, chúng tôi vừa được theo dõi một màn chào hỏi rất là đặc sắc. Vậy để có được một màn chào hỏi như thế này để gửi tới quý vị và bà con trong sân chơi văn hóa làng thì đội làng Mỹ Bổng của chúng ta đã tập luyện trong bao lâu ạ? Dạ vâng, kính thưa ban tổ chức, kính thưa bà con, nhận được tin sân khấu văn hóa làng quay tại xã nhà thì chị em chúng tôi đã nỗ lực tập luyện trong vòng nửa tháng ạ. Vâng ạ, trong vòng nửa tháng để chúng ta có một tiết mục rất là hoàn hảo để gửi tới đông đảo bà con nhân dân xã Việt Hùng trong ngày hội văn hóa làng. Vậy ngày hôm nay thì đội làng Mỹ Bổng sẽ gửi tới một thông điệp gì đây ạ? Dạ vâng, thông qua sân chơi văn hóa làng, đội làng Mỹ Bổng muốn gửi tới hình ảnh con người, sản phẩm, thương hiệu của Mỹ Bổng đi khắp muôn nơi. Qua đây thì chị em chúng tôi tham gia chương trình với tiêu chí là vui tươi, bổ ích, quyết tâm giành chiến thắng ạ. Vâng, và chúng tôi cũng xin chúc cho đội làng Mỹ Bổng sẽ giành chiến thắng trong sân chơi văn hóa làng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn bà con rất nhiều ạ. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với màn chào hỏi của đội làng Mỹ Lộc. Xin mời. Xin có lời chào bà con cô bác. Xin kính chào quý khách gần xa. Việt Hùng quê lúa bao la, cánh đồng 10 tấn mượt mà tươi xanh. Quê em trái ngọt chữ cành, lặng đỏ phù sa sông Hồng bồi đắp. Đảng bộ và nhân dân quyết tâm ra sức xây dựng quê hương đẹp đẽ khang trang. Đường mới bê tông uốn khúc quanh làng, điện đường trường trạm từng ngày đổi thay. Việt Hùng quê lúa hôm nay, hương đồng gió nổi ngất ngây lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
định hướng đi lên, kỹ thuật thâm canh tư tưởng vững bền, đưa đồng ruộng quê mình ngày thêm đâm hoa kết trái, cho Việt Hùng quê ta đẹp tươi mãi mãi, phôn anh hùng nguyên quê thời xưa. Anh em ta ra đây đồng ý, đồng lòng. Quý vị, chúng ta vừa theo dõi màn chào hỏi vô cùng đặc sắc đến từ các thành viên của đội làng Mỹ Lộc với màn múa hát chèo Việt Hùng rạng rỡ non sông. Và bà con ở xã Mỹ Lộc, bà con Mỹ Lộc đã gửi gắm tình yêu với mảnh đất, với con người Việt Hùng qua từng lời ca tiếng hát. Và ngay lúc này thì chúng tôi rất muốn lắng nghe thêm những lời chia sẻ, những lời giới thiệu về mảnh đất Việt Hùng của chúng ta. Vâng ạ. Lời đầu tiên thì cho phép tôi được thay mặt cho đội văn nghệ của Mỹ Lộc xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo và đài truyền hình Thái Bình cũng như là nhà tài trợ đã tạo cho bà con chúng tôi một cái sân chơi là vô cùng thú vị và bổ ích như thế này. Và qua cái lời ca tiếng hát mà được chúng tôi tự biên soạn và dàn dựng qua cô Hồng Lân, cô sáng tác ra bài hát này, thì anh em chị em chúng tôi thì cũng muốn gửi gắm vào đấy là cái hình ảnh của xã của chúng tôi cũng như là đất của và người của chúng tôi ở trong đó. Vâng, và đến với sân chơi văn hóa làng ngày hôm nay thì đội làng Mỹ Lộc muốn có thông điệp gì ạ? Vâng, cũng qua đây thì cho phép bà con trong đội văn nghệ chúng tôi muốn được gửi gắm tình cảm cũng như là mong muốn làm sao tất cả đảng bộ và nhân dân của xã là đoàn kết đồng lòng để đưa xã mình phát triển, ngày càng phát triển và vươn lên một tầm cao mới. Xin cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ đến từ đại diện của đội làng Mỹ Lộc, và một lần nữa xin cảm ơn hai đội đã mang đến những tiết mục chào hỏi vô cùng ấn tượng ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn bà con của đội làng Mỹ Lộc. Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, Việt Hùng, một xã duyên giang nằm trải dài dựa mình vào con đê Hồng Hà. Từ xưa đến nay, người dân nơi đây chỉ sống bằng nghề nông và buôn bán nhỏ với chợ bún nổi tiếng ở trong vùng. Song ngày nay, bà con nhân dân xã Việt Hùng của chúng ta không ngừng vượt khó để xây dựng đời sống ngày càng ấm no với rất nhiều những ngành nghề khác nhau. Nhờ tài năng khéo léo của những người thợ lành nghề, những nghề mới ở Việt Hùng cũng đã được biết đến như là nghề mộc. Và đây cũng chính là nội dung của phần thi Nhà Nông Đua Tài ngày hôm nay. Và ở trong phần thi Nhà Nông Đua Tài thì mỗi đội sẽ cử ra 3 người để thực hiện các công đoạn hoàn thành vách trường kỷ già cổ.
Vâng, quý vị và bà con có thể thấy đứng bên tay phải tôi đó là các thành viên của đội làng Mỹ Bổng và đứng bên tay trái tôi đó là các thành viên của đội làng Mỹ Lộc ạ. Vâng ạ, xin được giới thiệu với bà con giám khảo trong phần thi nhà nông đua tài ngày hôm nay, đó chính là ông Trần Văn Tuấn ạ. Vâng, và chúng tôi xin được hỏi các thành viên hai đội của chúng ta đã sẵn sàng để đến với phần thi này chưa? Sẵn sàng chưa? Vâng, hai đội đã rất là sẵn sàng và bây giờ phần thi của hai đội bắt đầu. Vâng, quý vị và bà con có thể thấy ngay từ những phút đầu tiên của phần thi làm bề mộc thì hai đội của chúng ta đã rất là khẩn trương với sự khéo léo của mình, đã tạo ra dần những cái sản phẩm với những cái đường nét rất là rõ nét và sắc sảo. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem với sự khéo léo của những đôi bàn tay của những người thợ tài hoa thì đội làng Mỹ Lộc hay đội làng Mỹ Bổng của chúng ta sẽ giành chiến thắng ở trong phần thi này. Vâng ạ, xin được hỏi anh rằng là để có thể tạo ra được những tác phẩm tuyệt vời như thế này thì chúng ta cần phải có những yêu cầu như thế nào ạ? Để có được một cái sản phẩm đẹp, phù hợp với thị hiếu của khách hàng thì đầu tiên đấy, khâu đầu tiên chúng tôi là phải chọn gỗ. Gỗ là phải có một cái chất lượng, có được cái, có thế thì mình mới thể hiện được cái đường nét kỹ thuật lên cái nền tảng cái phất gỗ đấy để cho nó phù hợp với khách hàng. Vâng, xin được hỏi thành viên đội làng Mỹ Lộc ạ, anh đã có bao nhiêu năm làm nghề mộc như thế này rồi ạ? 20 năm rồi. Anh có thể chia sẻ tình yêu của mình với nghề mộc này được không ạ? Rất là yêu nghề, bởi vì mình đã đi trong nghề rồi, mình làm nghề cho tôi mình yêu nghề. Vâng, mà đến với phần thi này thì anh tự tin mình có bao nhiêu phần trăm để giành chiến thắng ạ? Khoảng 90%. Vâng, vậy thì 10% còn lại thì các cổ động viên của đội làng Mỹ Lộc đâu rồi ạ? Vâng ạ, hy vọng với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên đội làng Mỹ Lộc thì đội làng Mỹ Lộc của chúng ta sẽ có một kết quả thật tốt trong sân chơi và nó là ngày hôm nay và cũng là trong phần thi nhà nông đua tài này ạ. Vâng, chỉ còn 30 giây nữa thôi ạ. Vâng, các đội hãy nhận chân lên ạ. Bốn, ba, hai, một, hết giờ. Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Một lần nữa bà con hãy cùng dành cho hai đội chơi của chúng ta một tràng pháo tay cổ vũ được không ạ? Và bây giờ sẽ là phần nhận xét từ phía ban giám khảo, xin mời ạ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể khán giả có mặt trên sân chơi văn hóa hôm nay. Vừa rồi là phần thi giữa hai đội Mỹ Bổng và đội Mỹ Lộc. Về phần nhận xét của ban giám khảo, về phần thi của đội Mỹ Bổng thì nói chung là về đường nét và kỹ mỹ thuật đều đảm bảo và đảm bảo cả về thời gian quy định. Về phía phần thi của đội Mỹ Lộc cũng không kém về kỹ thuật của đội Mỹ Bổng và thời gian tính kỹ mỹ thuật và độ sắc nét cao. Về phần chấm điểm thì tôi cho hai đội mỗi đội 10 điểm. Vâng, xin được cảm ơn ban giám khảo. Như vậy ở trong phần thi làm nghề mộc ngày hôm nay thì chúng tôi xin chúc mừng cho cả hai đội đã giành chiến thắng. Xin chúc mừng bà con hai đội ạ. Thưa quý vị, thưa bà con, chúng ta vừa trải qua phần thi nhà nông đua tài với phần thắng đã thuộc về hai đội.
Thế nhưng đó chỉ là những khởi đầu thôi. Ngay bây giờ hai đội sẽ bước vào những phần thi tiếp theo của sân chơi văn hóa làng ngày hôm nay. Đó là phần thi kiến thức nhà nông. Vâng, kính thưa quý vị, ở trong phần thi này thì thể lệ chơi rất đơn giản. Chúng ta có 5 câu hỏi và mỗi đội chơi có 15 giây để trả lời. Lưu ý bà con rằng để có thể giành quyền trả lời trước, bà con buộc phải đánh gõ trống trước để có thể giành quyền trả lời. Và xin được hỏi hai đội đã nắm rõ luật chơi chưa ạ? Vâng, nếu như hai đội đã nắm rõ luật chơi rồi thì xin được giới thiệu với bà con giám khảo trong phần thi kiến thức nhà nông, đó là chuyên gia đến từ tập đoàn Thái Bình Xít, ông Nhâm Xuân Tùng, người sẽ giúp chúng ta đánh giá phần trả lời của hai đội và chia sẻ kiến thức cùng với bà con. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên dành cho hai đội. Câu hỏi có nội dung như sau. Bà con hãy cho biết các biện pháp cải tạo độ chua của đất. 15 giây suy nghĩ. Bắt đầu. Rất nhanh. Gõ trống trước, như vậy là đội làng Mỹ Bổng của chúng ta sẽ có cơ hội đưa ra câu trả lời trước. Xin mời. Alo. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể bà con, thay mặt đội chơi văn hóa làng thôn Mỹ Bổng, tôi xin trả lời câu hỏi của ban tổ chức như sau. Để cải tạo độ chua cho đất, chúng ta cần sử dụng những biện pháp sau. Thứ nhất, bón vôi cho đất. Thứ hai, bổ sung phân hữu cơ cho đất. Thứ ba, tăng cường các biện pháp sinh học và hữu cơ cho đất. Thứ tư, hạn chế sử dụng phân bón hóa học. Xin hết ạ. Liệu đó có phải là một đáp án chính xác hay không? Chúng tôi xin được mời phần nhận xét từ chuyên gia đến từ tập đoàn Thái Bình Xít. Vâng, kính thưa bà con thì đối với câu hỏi đó là muốn cải tạo cái độ chua của đất thì chúng ta phải sử dụng các biện pháp gì? Thì đối với cái câu trả lời của làng Mỹ Bổng đó là sử dụng vôi, sử dụng phân vi sinh và sử dụng hạn chế cái sử dụng cái các cái phân hóa học. Và để cải tạo cái độ chua cho đất thì cái câu trả lời của đội Mỹ Bổng là hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội Mỹ Bổng. Vâng, với câu hỏi đầu tiên thì đội làng Mỹ Bổng của chúng ta đã đưa ra một đáp án chính xác. Xin chúc mừng đội làng Mỹ Bổng. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2 ạ. Câu hỏi có nội dung như sau. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo những yếu tố nào? 15 giây, bắt đầu. Yeah. Rất nhanh. Xin chúc mừng cho đội làng Mỹ Lộc đã gõ trống trước và sẽ giành được quyền trả lời trước. Xin mời. Em xin thay mặt cho đội chơi của làng Mỹ Lộc xin trả lời câu hỏi ạ. Để đảm bảo thuốc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chúng ta cần về đảm bảo là đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách ạ. Em xin hết ạ. Vâng, liệu đó có phải một câu trả lời chính xác không? Xin được mời ý kiến nhận xét từ phía giám khảo của phần thi này. Xin mời. Vâng, kính thưa bà con thì việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với trong cái canh tác nông nghiệp của chúng ta là một điều hết sức quan trọng, giúp chúng ta hạn chế được những cái tác hại của sâu bệnh hại, làm giảm năng suất cũng như là chất lượng của sản phẩm nông nghiệp của chúng ta trong sản xuất lúa, cây màu cũng như là cây ăn quả nói chung. Và đối với cái việc mà sử dụng cái câu trả lời của đội Mỹ Lộc đó là sử dụng phương thức đối với thuốc bảo vệ thực vật là chúng ta phải tuân thủ theo cái nguyên tắc 4 đúng, tức là đúng loại thuốc, sử dụng đúng loại thuốc, tức là sâu bệnh nào thì chúng ta sử dụng loại thuốc đó, đúng lúc, tức là đúng cái đối với sâu thì chúng ta phải phun vào đúng khi mà cái thời điểm mà sâu non bắt đầu đẻ và phòng trừ là hiệu quả nhất. Đúng liều lượng, tức là theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất, tức là chúng ta sử dụng cho một gói cho một bình 8 lít hay là hai gói cho bình 16 lít để cho nó đúng cái nồng độ và liều lượng để cái tác dụng của thuốc là đạt hiệu quả tốt nhất. Và đúng cách, tức là chúng ta phải sử dụng cách phun. Đối với mỗi loại thuốc khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái cách phun khác nhau giúp cho cái hiệu quả của thuốc là tốt nhất. Thì xin chúc mừng đội Mỹ Lộc đã trả lời chính xác. Vâng, xin được chúc mừng đội làng Mỹ Lộc đã có câu trả lời vô cùng chính xác. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 3. BC15 là giống lúa thuần năng suất cao thuộc bản quyền của tập đoàn Thái Bình Xít, được công nhận là giống quốc gia năm 2008. Bà con hãy nêu 3 đặc tính của giống BC15 mà bà con biết. 15 giây bắt đầu. Rất là nhanh. Chưa hết,
15 giây suy nghĩ. Thế nhưng mà thành viên của đội làng Mỹ Bổng của chúng ta rất nhanh gõ trống trước và họ sẽ có cơ hội trả lời trước. Xin mời. Dạ vâng, kính thưa ban tổ chức, thưa bà con, ba đặc tính của giống BC15 mà bà con chúng tôi được biết. Thứ nhất là giống BC15 là giống cảm ơn, thích ứng rộng, đẻ nhánh rất khỏe, chống chịu bệnh rất tốt, cơm ngon, thơm, dẻo, năng suất trung bình là từ 70 đến 75 hecta tạ trên 1 hecta, và là thơm canh tốt thì sẽ đạt từ 90 đến 100 tạ trên 1 hecta. Xin hết ạ. Vâng, liệu đó có phải là một câu trả lời chính xác không? Xin được lắng nghe ý kiến từ phía giám khảo của phần thi này. Vâng, kính thưa bà con, thì đối với giống lúa BC15 thì đã quá quen thuộc với đồng đất của tỉnh Thái Bình chúng ta rồi. Có những cái thời điểm là ở Thái Bình là 70-80% diện tích gieo trồng giống lúa BC15. Và hiện nay thì cái diện tích giống lúa BC15 cũng vẫn đang được duy trì khá là nhiều tại trên đồng đất của Thái Bình chúng ta. Và BC15 thì đã được Thái Bình Seed cải tiến rất là nhiều, đặc biệt là đối với cái khả năng chống chịu với bệnh đạo ôn. Hiện nay chúng tôi đã chuyển thành công cái gen kháng đạo ôn cho giống lúa BC15, giúp giống chống chịu tốt với bệnh đạo ôn hơn. Và gần như là khi mà gieo trồng và sản xuất BC15, kể cả trong vụ xuân và vụ mùa thì chúng ta không cần phải lo lắng đối với bệnh đạo ôn. Và BC là một cái giống mà hiện nay là một trong những cái giống lúa thuần mà có năng suất tốt nhất trên thị trường hiện nay. Và chưa có một cái giống lúa thuần nào mà có năng suất vượt được BC15. Và BC15 có thể nói là có năng suất mà vượt được nhiều giống lúa lai khác. Và hiện nay thì cái BC15 thì lại được bà con nông dân rất là ưa chuộng, bởi vì là cái tỷ lệ gạo xay sát cao, cũng như là cái tiềm năng năng suất và chất lượng rất là ngon. Bà con nông dân hiện nay đã sử dụng cái BC15 thì thường là gieo trồng rất là nhiều và được thương lái thu mua. Nếu mà chúng ta sử dụng trong gia đình không hết mà bán thì cũng rất là dễ bán, gọi là người ta vào người ta thu mua ngay với giá là cũng khá là cao. Hiện nay tôi được biết là trên thị trường thì thóc khô có thể lên đến 11 đến 12 nghìn đồng một kg, cũng là một trong những giống lúa mà có cái giá bán rất là cao. Thì đây là một cái giống mà cũng giúp bà con nông dân ở nhiều vùng là đã nâng cao được năng suất cũng như là cái hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp của địa phương. Và xin chúc mừng đội Mỹ Bổng đã trả lời chính xác. Vâng, xin được cảm ơn giám khảo của chương trình, không chỉ là đánh giá mà chuyên gia đến từ tập đoàn Thái Bình Seed còn chia sẻ rất nhiều những kiến thức sản xuất nông nghiệp đối với bà con nhân dân chúng ta. Và như vậy, ở trong câu hỏi này thì đội làng Mỹ Bổng của chúng ta đã có được một đáp án chính xác. Xin chúc mừng cho đội làng Mỹ Bổng. Vâng, tỷ số hiện tại đang là 2-1 nghiêng về phía đội làng Mỹ Bổng. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 4. Câu hỏi có tựa đề như sau: TBR1 là giống cảm ơn, ngắn ngày, thích ứng rộng, năng suất trung bình từ 70 đến 75 tạ 1 hecta, thâm canh tốt đạt từ 80 đến 90 tạ 1 hecta. Đây là loại giống lúa được bà con gieo trồng nhiều ở vụ xuân. Vậy bà con có biết tại miền Bắc lượng lúa giống sử dụng là bao nhiêu trên 1 hecta? 15 giây bắt đầu. Rất nhanh, xin mời đáp án đến từ đội làng Mỹ Lộc. Dạ, thay mặt cho làng Mỹ Lộc, em xin trả lời câu hỏi là lượng lúa giống cần dùng trên 1 hecta là mỗi miền có sự khác nhau. Ở miền Bắc gieo thẳng thì sẽ là 50 đến 55 kg trên 1 hecta, còn gieo cấy sẽ là 45 đến 50 kg trên 1 hecta. Em xin hết ạ. Vâng, liệu đó có phải một câu trả lời chính xác không? Xin được lắng nghe ý kiến nhận xét từ phía giám khảo của phần thi này ạ. Vâng, kính thưa bà con, thì giống lúa TBR1 là giống lúa sử dụng chuyên cho chế biến. Tức là khi mà gieo trồng cái giống này thì cái hạt nó rất là to. Khối lượng nghìn hạt của nó là từ 31 cho đến 32 gram trên 1.000 hạt. Cho nên là cái lượng giống sử dụng là cũng nhiều hơn so với các cái giống lúa thuần khác. Và cái lượng giống mà theo như cái câu trả lời của đội Mỹ Lộc là hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội Mỹ Lộc. Vâng ạ, như vậy tỷ số là 2-2 nghiêng về cả hai đội. Và chúng ta sẽ cùng đi đến với câu hỏi số 5 để xem liệu rằng đội nào sẽ là đội xuất sắc hơn để có thể giành chiến thắng trong phần thi kiến thức nhà nông ngày hôm nay. Vâng, câu hỏi số 5 có nội dung như sau: kể tên 5 loại giống tiêu biểu năng suất cao của Thái Bình Seed mà bà con biết. 15 giây bắt đầu. Rất nhanh. Với sức trẻ và sức khỏe thì thành viên của đội làng Mỹ Bổng của chúng ta đã gõ trống trước và sẽ có cơ hội giúp cho đội mình đưa ra câu trả lời. Xin mời.
Kính thưa bà con ạ, tôi xin đại diện cho đội chơi của làng Mỹ Bổng xin trả lời câu hỏi chương trình như sau ạ. Và kể tên một số giống tiêu biểu của tập đoàn Thái Bình Seed, đó là giống BC15, TVG25, TVG97, Thái Xuyên 111 và TVG87 và TVG-1. Xin hết ạ. Vâng, xin được cảm ơn phần trả lời đến từ thành viên đội làng Mỹ Bổng. Và đây mới là lúc quan trọng đấy ạ. Xin mời phần đánh giá từ phía ban giám khảo ạ. Kính thưa bà con, thì Thái Bình Seed là một trong những công ty hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam. Và hiện nay thì Thái Bình Seed có cái lượng giống lúa mà bản quyền được coi là nhiều nhất Việt Nam hiện nay. Chưa có một cái giống công ty nào mà có cái lượng giống nhiều như Thái Bình Seed. Và hiện nay những cái giống như là BC15 hay TBR25 thì đã được công nhận là cái sản phẩm thương hiệu quốc gia năm 2022. Giống lúa nếp A Sào thì là giống lúa ngon nhất Việt Nam năm 2022. Giống lúa Lai Thái Xuyên 11 thì là cái giống lúa mà có cái khả năng chịu rét tốt nhất và năng suất tốt nhất trên thị trường hiện nay. Và chúng tôi còn rất nhiều các cái sản phẩm khác như là cái ngô nếp TBR18 thì hiện nay cũng đã được huyện Vũ Thư là đưa vào cái chương trình trợ giá để giúp cho bà con là hỗ trợ 50% giá giống cho bà con nông dân. Và đây là một cái giống ngô nếp rất là tốt, năng suất cao và chất lượng cực kỳ ngon. Và câu trả lời của làng Mỹ Bổng là hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Vâng, như vậy ở trong phần thi kiến thức nhà đông ngày hôm nay với 5 câu hỏi dành cho hai đội thì chúng tôi cũng xin chúc mừng cho cả hai đội đã thể hiện cái sự hiểu biết của mình về kiến thức nông nghiệp. Và một lần nữa thì chúng tôi xin chúc mừng cho đội làng Mỹ Bổng đã giành chiến thắng và cũng xin chúc mừng cho đội làng Mỹ Lộc của chúng ta cũng đã rất cố gắng ở trong phần thi này. Một lần nữa xin được cảm ơn hai đội ạ. Thưa quý vị, thưa bà con, sau phần thi kiến thức nhà nông dành cho hai đội chơi của chúng ta thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ có một phần thi dành cho những khán giả. Câu hỏi có nội dung như sau. TBR97 là một sản phẩm mới của tập đoàn Thái Bình Seed và là giống lúa thuần ngắn ngày cấy được cả hai vụ trong năm. Đây cũng là giống lúa có gen kháng bệnh rất tốt. Vậy bà con hãy cho biết giống lúa này có thể kháng được bệnh gì? Vâng, một khán giả giơ tay rất là cao với động tác rất là dứt khoát. Vâng, tôi xin trả lời câu hỏi như sau ạ. Giống lúa TBN97 được có gen là kháng đạo ôn với kháng dày ạ. Vâng ạ, liệu rằng đây có phải là một câu trả lời chính xác không ạ? Xin mời ý kiến nhận xét từ phía giám khảo của phần thi này, ông Nhâm Xuân Tùng. Xin mời. Vâng, kính thưa bà con, thì giống lúa TBR97 là giống lúa vừa mới được công nhận tại các tỉnh miền Bắc vào ngày 21 tháng 11 năm 2023 vừa rồi. Và đây là một cái giống lúa thuần rất là ngắn ngày, phù hợp đặc biệt là với những cái vùng mà chúng ta trồng màu. Tức là chúng ta gieo cấy giống lúa trong vụ mùa và nó có thời gian sinh trưởng trong vụ mùa xung quanh khoảng 100-105 ngày. Ngắn ngày giúp chúng ta có thể gieo trồng được cây vụ đông rất là tốt. Và đặc biệt thì đây là cái giống mà hội tụ được 2 gen kháng đạo ôn và 1 gen kháng dày nâu, là một cái giống lúa mà có khả năng chống chịu rất là tốt với bệnh đạo ôn và dày nâu. Và câu trả lời của bác là hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bác ạ. Vâng, và sau đây thì chúng tôi xin được kính mời ông Nhâm Xuân Tùng, đại diện cho nhà tài trợ tập đoàn Thái Bình Seed, sẽ lên trao quà cho khán giả của chúng ta. Giống lúa BC15 của Thái Bình Seed đã được cải tiến với nhiều đặc tính vượt trội, khả năng chống chịu tốt với bệnh đạo ôn, khả năng thích ứng rộng, phù hợp trên nhiều chất đất, đẻ nhánh khỏe, có khả năng phục hồi mạnh sau thiên tai. BC15 có năng suất và tỷ lệ gạo xay sát cao, chất lượng gạo ngon, cơm mềm đậm, được các thương lái thu mua với giá cao. Với nhiều đặc tính nổi bật trên, BC15 xuất sắc trở thành sản phẩm thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022. Để đảm bảo khả năng chống chịu tốt với bệnh đạo ôn, bà con nông dân không dùng thóc gia đình mình sản xuất từ vụ trước để làm giống cho vụ sau. Bà con nông dân mua hàng xin liên hệ với các đại lý của tập đoàn Thái Bình Seed trên toàn quốc. TBR1. Sau ân
tình. Đẹp mãi đình bà con. Sân chơi văn hóa làng do Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình phối hợp với Tập đoàn Thái Bình Seed tài trợ không chỉ giới thiệu tới quý vị và bà con những nét văn hóa đặc sắc của các vùng quê, mà chúng tôi còn muốn mời quý vị và bà con chúng ta hãy cùng hòa mình vào không khí của những trò chơi vô cùng sôi động và hấp dẫn. Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi vui cùng nhà nông với các trò chơi vô cùng hấp dẫn. Đầu tiên sẽ là trò chơi ngồi võng sâu kim. Và luật chơi của chúng ta như sau ạ. Mỗi đội chơi sẽ có 5 thành viên và ở mỗi lần chơi thì mỗi đội sẽ chỉ cử ra 3 người, bao gồm 2 nam và 1 nữ. 2 thành viên nam có nhiệm vụ khiêng võng và thành viên nữ còn lại sẽ ngồi trên võng và thực hiện sâu kim.
Tuy nhiên thì đội làng Mỹ Bổng lại phải khiêng võng cho thành viên của đội làng Mỹ Lộc ngồi sâu kim và ngược lại. Hai đội chơi sẽ phải đi thành vòng tròn, khi mệt thì có thể thay người khiêng võng. Xin được hỏi hai đội chơi đã nắm rõ luật chơi chưa ạ? Nếu như hai đội chơi đã nắm rõ luật chơi rồi thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi ngồi võng sâu kim. Và bây giờ thì xin mời các thành viên của chúng ta bước vào vị trí đi ạ. Vâng, và bây giờ hai đội chú ý. 3, 2, 1, bắt đầu! Vâng ạ, đội làng Mỹ Lộc đâu rồi ạ? Hãy cổ vũ cho thành viên của đội mình đi ạ! Thưa quý vị, thưa bà con, việc sâu kim thì không có gì là khó khăn đối với những người phụ nữ của chúng ta. Thế nhưng trong sân chơi văn hóa làng ngày hôm nay, các thành viên của hai đội sẽ phải thực hiện công việc này với một điều kiện khó khăn hơn. Ngồi trên võng với sự cản trở của những thành viên của đội bạn gây khó khăn cho quá trình thực hiện công việc của mình. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem sau thời gian là 5 phút thì đội Mỹ Lộc hay đội Mỹ Bổng của chúng ta sẽ sâu được nhiều kim hơn. Và xin được hỏi cổ động viên của đội làng Mỹ Lộc đâu rồi ạ? Vâng, xin được hỏi các thành viên, các cổ động viên của đội làng Mỹ Bổng đâu rồi ạ? Vâng ạ, hãy cổ vũ cho thành viên của đội mình đi ạ. Mỹ Bổng, Mỹ Bổng. Với sức mạnh của mình thì những người đàn ông của hai đội đang gây những khó khăn rất là lớn cho việc sâu kim của những người phụ nữ hai đội. Thế nhưng mà các chị của chúng ta cũng đang rất là cố gắng trong điều kiện khó khăn, nhưng tôi thấy cũng có rất nhiều những chiếc kim đã được sâu rồi. Và đề nghị là các thành viên hai đội chúng ta không để chân xuống dưới đất đâu ạ. Vâng, như quan sát của tôi thì thành viên nữ của đội làng Mỹ Bổng đang sâu được rất nhiều chiếc kim rồi. Đó là bởi vì sự cổ vũ rất nồng nhiệt của cổ động viên đội làng Mỹ Bổng đấy ạ. Vâng ạ, khẩu hiệu của đội làng, các cổ động viên đội làng Mỹ Bổng là gì ạ? Mỹ Bổng. Mỹ Bổng chiến thắng. Vâng, thời gian của phần thi này vẫn còn. Tôi thấy là thành viên nam của đội làng Mỹ Bổng của chúng ta cũng có vẻ mệt mệt rồi đấy ạ. Đã mệt chưa anh ơi? Vâng, mệt lắm rồi ạ. Chưa. Có thể tiếp tục được nữa không ạ? Đang cố. Cổ động viên của đội làng Mỹ Bổng đâu rồi ạ? Chúng ta còn 2 phút nữa, cố lên ạ. Phải cân đối sức khỏe của mình để đảm bảo trong thời gian 5 phút thì chúng ta vẫn có thể gây khó khăn cho thành viên của đội bạn. Vâng, xin được hỏi thành viên nữ của đội làng Mỹ Bổng, chị có tự tin là chị có thể giành chiến thắng trong phần thi này không ạ? Tự tin ạ. Bao nhiêu phần trăm ạ? 100% có thể thành chiến thắng trong phần thi này, đó là quyết tâm. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, chúng ta vừa được theo dõi một phần thi vô cùng hấp dẫn đến từ các thành viên hai đội, đội làng Mỹ Bổng và đội làng Mỹ Lộc qua phần thi ngồi võng sâu kim. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi kiểm tra kết quả của hai đội trong thời gian 5 phút của phần thi này. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Và 14. 10. 17. 14 chiếc kim được sâu, đó là kết quả của đội làng Mỹ Bổng đến từ thành viên nữ. 18 chiếc kim, đó là các thành viên của đội làng Mỹ Lộc ạ. Vâng, xin được chúc mừng đội làng Mỹ Lộc ạ với 18 chiếc kim. Vâng, và trong phần thi này, phần thi ngồi võng sâu kim thì đội làng Mỹ Lộc đã xuất sắc hơn để có thể giành chiến thắng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi, một phần thi nữa để có thể cân bằng được tỷ số ạ. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị và bà con chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi một phần thi cũng không kém phần hấp dẫn. Đó là phần thi chống tay quay người lấy bưởi. Vâng, luật chơi của chúng ta như sau ạ. Mỗi đội sẽ cử ra 5 thành viên. Lần lượt từng thành viên sẽ phải chống tay quay tròn 5 vòng, sau đó chạy lên lấy bưởi mang về. Trong thời gian 10 phút, đội nào lấy được nhiều bưởi hơn, đội đó sẽ giành chiến thắng. Lưu ý, người quay 5 vòng bắt buộc phải để một ngón tay chống xuống sân, tay còn lại để lên trên đầu và quay nhanh. Nếu thành viên nào không làm đúng thì MC chúng tôi sẽ yêu cầu thành viên đó thực hiện lại. Và xin được giới thiệu với quý vị và bà con, đứng bên tay phải tôi đó là các thành viên của đội làng Mỹ Bổng, và đứng bên tay trái đó là các thành viên của đội làng Mỹ Lộc. Và xin hỏi hai đội đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Và bây giờ xin mời các thành viên hai đội bước vào vị trí. 3, 2, 1, bắt đầu! Đúng rồi à. Các cổ động viên đó là Mỹ Bổng đúng rồi à. Cố gắng lên, cố gắng lên. Vâng, nhưng bước đi không còn được vững chắc như lúc đầu nữa. 3 4 5. Rất là cố gắng. Vâng ạ, các cổ động viên của đội làng Mỹ Bổng đâu rồi ạ? Vâng, rất là tiếc. Tiếp tục đi anh, nhắm đi. Nào, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Treo đảo lắm ạ. Hết giờ. Quý vị và bà con thấy phần chơi này có vui không ạ? Vâng, một tràng pháo tay lớn đi ạ. Có thể nói trong thời gian thi như vậy với độ khó thì liên tục tăng, thế nhưng mà các thành viên hai đội của chúng ta cũng đã rất là cố gắng để hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra kết quả của hai đội ngày hôm nay. Bà con hãy cùng đếm số bưởi cùng với chúng tôi ạ. Vâng ạ. Vâng,
Nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Đó là kết quả của đội làng Mỹ Lộc. Gần như là cân sức cân tài đúng không? Và như vậy ở trong phần thi này chúng tôi xin chúc mừng cho đội làng Mỹ Lộc. Và cũng xuất sắc ở trong phần thi này, chúng ta không quên dành những tràng vỗ tay để cổ vũ và chúc mừng cho đội làng Mỹ Bổng. Xin được cảm ơn bà con hai đội rất là nhiều và chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả bà con đã cổ vũ rất nồng nhiệt cho hai đội của chúng ta. Xin được cảm ơn tiết mục dân vũ rất là tuyệt vời đến từ bà con nhân dân xã Việt Hùng. Thưa quý vị, thưa bà con, chúng tôi rất vui mừng được có mặt tại xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư để thực hiện sân chơi văn hóa làng số 10 năm 2023. Chương trình được thực hiện với sự tài trợ của Tập đoàn Thái Bình Xít, không chỉ mang lại cho bà con thật nhiều niềm vui, thắt chặt tình đoàn kết mà còn góp phần gìn giữ được những nét văn hóa đặc sắc của các làng quê. Với sự cổ vũ nồng nhiệt của bà con thì đội Mỹ Lộc của chúng ta ngày hôm nay đã xuất sắc hơn để giành chiến thắng. Xin chúc mừng đội làng Mỹ Lộc. Vâng, cũng rất là xuất sắc trong sân chơi văn hóa làng ngày hôm nay thì chúng tôi không quên dành những tràng vỗ tay và sự cảm ơn tới các thành viên đến từ đội làng Mỹ Bổng. Và ngay bây giờ thì xin mời hai đội của chúng ta hãy cùng đón nhận những bó hoa tươi thắm và những phần quà chúc mừng cho hai đội chơi tham gia vào sân chơi văn hóa làng ngày hôm nay. Xin trân trọng được kính mời ông Đàm Anh Tuấn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Xin trân trọng kính mời ông Nhâm Xuân Tùng, đại diện cho nhà tài trợ Tập đoàn Thái Bình Xít lên tặng hoa chúc mừng. Và tiếp theo xin trân trọng kính mời đồng chí Đinh Văn Thuần, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phan Văn Ban, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Hùng lên tặng hoa chúc mừng cho hai đội chơi của chúng ta. Sân chơi văn hóa làng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cùng sự phối hợp của Tập đoàn Thái Bình Xít, sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp địa phương cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể bà con nhân dân xã Việt Hùng. Chương trình xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.